Hôm nay ngày 3 tháng 4 năm 2022, Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm C. Trích sách tiên tri Isaiah: Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới lòng nước. Chúa là đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi sẽ biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của ta có nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Bây giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng, Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con như những dòng suối ở miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì người tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin, để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu, và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người, họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-xê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá.
còn thầy? Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: ai trong các ngươi sạch tội hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất. Và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: thưa thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm Chúa Nhật thứ Năm mùa chay năm C, bài của linh mục Giuse Vũ Đình Tường. Đức Kitô vào đền thờ cầu nguyện để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Nhóm Pharisee và kinh sư đến đền thờ với mục đích riêng tư. Họ không đến để cầu nguyện, nhưng đến mong hãm hại Đức Kitô. Họ mang theo một người phụ nữ. Họ khai người này bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Họ kết án người phụ nữ chết một cách thê thảm, thật chậm, đầy đau thương, bằng hình thức ném đá. Họ đã quyết như thế, nhưng vẫn hỏi thử Đức Kitô. Mục đích không phải xin Ngài ủng hộ điều họ định làm. Mục đích là gài bẫy Đức Kitô. Trước đó họ đã âm thầm hợp kín với nhau tìm kế làm sao triệt hạ hoặc ít nhất làm suy giảm uy tín Đức Kitô nơi dân chúng. Đã nhiều lần họ chê trách Đức Kitô. Họ kết án Đức Kitô là bạn của bọn thu thuế và ăn uống với phường tội lỗi. Luca chương 15 câu 3. Họ đặt điều loan tin Đức Kitô là hoàng tử của Satan. Luca chương 11 câu 15. Lần này họ muốn chứng minh Đức Kitô là kẻ tội lỗi. Rất có thể họ có giả tâm, một khi chứng minh Đức Kitô có tội, họ sẽ ném đá Ngài cùng lúc ném đá người phụ nữ. Họ đưa Ngài vào đường cục. Theo họ tính toán, Ngài không có lối thoát, chỉ còn con đường chết. Bởi trả lời đồng ý hay bất đồng, điều họ đưa ra, Ngài đều không tránh khỏi chết. Nếu Đức Kitô hỗ trợ việc họ ném đá chết người phụ nữ, thì Đức Kitô tự mâu thuẫn điều Ngài rao giảng về lòng Chúa xót thương, thống hối và thứ tha. Hơn nữa, một cách nào đó, không nhiều thì ít, Ngài cũng dự phần vào việc kết án tử hình người phụ nữ. Trường hợp Đức Kitô phản đối việc ném đá người phụ nữ, Ngài bị kết tội là chống lại luật của tổ phụ Môi-se đưa ra. Như thế, uy tín Ngài bị giảm, đám đông tin theo sẽ mất niềm tin nơi Ngài. Phạm tội ngoại tình xảy ra giữa hai người. Trong trường hợp này, chỉ người phụ nữ bị bắt, còn người nam không hề nhắc đến. Kế hoạch nhóm Pharisee và kinh sư đưa ra phạm nhiều sai lầm. Thứ nhất là thiên tư trong việc bắt người. Thứ hai, coi thường phụ nữ, không cho người phụ nữ lên tiếng, giải thích, biện hộ. Thứ ba, việc tạm giam người phụ nữ là hợp pháp, hay họ bắt cóc người. Thứ tư, bắt gặp người phụ nữ đang phạm tội lúc ngoại tình là việc ngẫu nhiên hay chính họ lập mưu, gài đặt việc bắt người. Thứ năm, làm thế nào họ có tin tức nơi người phụ nữ phạm tội và có người sẵn sàng sai đi bắt. Ngay từ lúc đầu, Đức Kitô không tham gia vào việc họ kết tội người phụ nữ. Ngài cúi xuống lấy tay viết trên đất với mục đích tránh hoặc ít nhất làm giảm mức độ hung hăng, căng thẳng của những người chống đối Ngài. Bằng cách đó, Ngài cũng lấy lại thế chủ động và làm chủ thời gian, quyết định khi nào Ngài sẽ đáp lại điều họ đưa ra. Không rõ Đức Kitô viết gì trên đất, chờ cho họ bớt nóng nảy, lúc đó Đức Kitô mới ôn tồn nhẹ nhàng nhắc họ: ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Gioan chương 8 câu 8. Nói xong, Ngài lại viết tiếp, không để ý đến phản ứng của họ. Cầu thắc mắc Đức Kitô nêu lên không những phá tan mưu kế hại Ngài, đồng thời nhắc cho họ biết họ cũng là người có tội. Đức Kitô nhắc cho họ nhìn vào nội tâm của họ, xét xem mình trong sạch ra sao. Đang dương dương tự đắc là kẻ công chính đi tố cáo người khác,
giờ họ tự nhận biết chính mình cũng là tội nhân. Điều khác biệt, tội của họ chưa bị phanh phui, còn tội người phụ nữ bị vạch trần. Nhận biết sự thật phũ phàng đó, họ âm thầm rút lui, còn sót lại người phụ nữ đứng đó. Đến lúc này, người phụ nữ mới có tiếng nói. Đức Kitô hỏi, bà thưa, không ai kết án chị sao? Thưa không, chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Gioan chương 8 câu 11. Cuộc đàm thoại vắn ngọn trên rất đáng chú tâm, bởi nó mặc khải về con người, về thiên tính Đức Kitô. Ai sạch tội, hãy ném đá trước đi. Không có ai ngoại trừ Đức Kitô. Ngài là đấng vô tội. Ngài là người duy nhất có quyền ném đá, nhưng chọn không ném, không kết án. Ngài tha cho người phụ nữ. Là đấng không có tội, là có quyền tha tội, quyền ân xá. Quan trọng hơn nữa, Ngài có quyền ban sự sống đời này và sự sống trường sinh đời sau. Đức Kitô ban cho người phụ nữ cuộc đời mới, sự sống mới và con tim mới. Chúng ta xin ơn sống trung thành với Đức Kitô, đấng vô tội, đấng có quyền ban sự sống. Bài của linh mục Giuse Vũ Đình Tường. Giỗ tổ Hùng Vương. Ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Theo tục truyền, vua Đế Minh là cháu ba đời của thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh, nay thuộc tỉnh Hà Nam, gặp một nàng tiên, lấy nhau đẻ ra một người con gọi là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ. Ranh giới nước Xích Quỷ lúc bấy giờ phía Bắc giáp Động Định Hồ, tức Hồ Nam, phía Nam giáp Hồ Tôn, Chim Thành, phía Tây giáp Ba Thục, phía Đông giáp Bể Nam Hải. Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ vào khoảng năm Nhâm Tuất, tức là năm 2879 trước Tây Lịch, và lấy con gái Động Đình Quân là Long Nữ để ra Sùng Lãm, nối ngôi làm vua gọi là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ để ra một lần 100 con trai. Sau này Lạc Long Quân chia cho nàng 50 con để dắt lên núi, còn 50 con ông đưa về hướng biển Nam Hải. Lạc Long Quân phong cho người con trai trưởng sang làm vua nước Văn Lang, xưng là Hùng Vương, sáng lập ra nước Việt Nam sau này. Vật đổi sao dời, phúc tổ vẫn lưu nền cổ tích. Nước nguồn cây cối đạo người nên nhớ đạo Hùng Vương. Hai câu thơ khuyết danh này như muốn nhắc nhở chúng ta về công đức của tổ tiên. Ngày 10 tháng 3 âm lịch, chúng ta không biết là ngày húy nhật của vua Hùng Vương nào. Chỉ biết rằng người xưa đã biết chọn một ngày để con cháu về sau muôn đời có dịp tụ họp nhau lại mà nhớ đến tổ tiên, nhớ đến công đức của người đã sáng lập ra dòng họ, nhất là sáng lập ra quốc gia. Cách đây vài năm, Tổng thống Reagan của Hoa Kỳ đã về thăm Ái Nhĩ Lan. Ông muốn nói lên mối dây liên kết giữa ông, những người da trắng đang sinh sống tại Bắc Mỹ và tổ tiên của họ. Là người, ai cũng thấy cần có một tổ quốc, một quê hương, trong đó cả một dòng giống được phát sinh và liên kết với nhau. Cũng như tất cả những người tha hương, những người Việt Nam đang sống ở hải ngoại lúc nào cũng hướng về quê hương của họ. Quê hương là một cái gì vô cùng cao quý và thiêng liêng, mà chỉ khi nào mất đi người ta mới cảm thấy luyến nhớ. Nhưng nói đến quê hương không có nghĩa là gợi lại một mảnh đất, một phong cảnh, một dòng sông. Nói đến quê hương là nói đến những người cùng bởi một ông tổ mà ra, những người cùng nói chung một thứ tiếng, những người có cùng một màu da, hay nói như người Việt Nam chúng ta, những người đồng bào, nghĩa là những người cùng chung một cái bọc mà sinh ra. Đó là ý nghĩa của huyền thoại 100 cái trứng trong câu chuyện lập quốc của chúng ta. Nhưng những người công giáo không chỉ ý thức về tình máu mủ ruột thịt của những người cùng một dân tộc, họ còn có một gia đình rộng rãi hơn, đó là gia đình nhân loại. Nhà vô thần Voltaire đã nói, nếu Thiên Chúa không có thì chúng ta phải tạo ra Ngài. Vì sao thế? Thưa, để cuộc đời chúng ta có một ý nghĩa, để chúng ta biết chúng ta có chung một người cha, và tất cả mọi người, dù không đồng một ngôn ngữ, dù không đồng một màu da, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Và kết luận tất yếu của chân lý đó là chúng ta phải thương yêu nhau.
Người trong một nước có cùng một ông tổ và thương yêu nhau vượt lên trên tất cả mọi khác biệt về địa lý, về tôn giáo, về quan điểm chính trị. Đó là tất cả ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mà chúng ta cử hành hàng năm. Ngày Giỗ Tổ ấy cũng mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa để nhìn nhận mọi người đều là con cái Chúa và đều là anh em với nhau. Bài trích sách Lẽ Sống.